Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, S xin giới thiệu với các bạn trận cờ phế mã kỳ trận độc hơn rắn, hay và hấp dẫn của kỳ vương vương thiên nhất. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chi 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 Tianjun Chi 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 Tianjun Mất luôn xe, Zen buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.
吃 吃 吃 吃 Tướng. Tới đây kém quân chủ lực lại chuẩn bị mất tốt, vỡ sĩ tượng, đỏ buông cờ nhận thua, nếu đi tiếp sẽ như sau. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.